Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra chiều ngày 28 tháng 3, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng cho biết, Việt Nam và Nga thống nhất sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Việt Nam vào thời điểm phù hợp theo đó phó phát ngôn bộ ngoại giao nguyễn đức thắng cho biết tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống putin đã có cuộc điện đàm cấp cao trong đó tổng bí thư nguyễn phú trọng trân trọng mời tổng thống putin sớm thăm chính thức việt nam tổng thống putin đã vui vẻ nhận lời và thống nhất hai bên sẽ phối hợp thu xếp thời điểm phù hợp trong cuộc điện đàm này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng Tổng thống Putin được nhân dân Nga tín nhiệm bầu lại làm Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ 2024-2030 với số phiếu cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại của Liên bang Nga, thể hiện niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân Nga đối với Tổng thống Putin trong việc lãnh đạo nước Nga phát triển trong giai đoạn mới. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gửi lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc đến Tổng thống Putin, nhân dân Nga và thân nhân những người bị nạn trong vụ khủng bố tại Moscow vào chiều tối ngày 22 tháng 3 năm 2024. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam trân trọng sự giúp đỡ to lớn của Liên bang Nga trong liên xô trước đây cũng như ngày nay đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam xác định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Tổng thống Putin trân trọng cảm ơn lời chúc mừng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự thăm hỏi chia sẻ kịp thời của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trước những mất mát của nhân dân Nga trong vụ khủng bố ngày 22 tháng 3 năm 2024, khẳng định Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy của Liên bang Nga. Tổng thống Putin bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí về một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới trên các lĩnh vực như an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại, văn hóa du lịch. Bên cạnh đó, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về cuộc xung đột Nga-Ukraine khi cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam luôn quan tâm theo dõi chặt chẽ các diễn biến của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Lập trường của Việt Nam về vấn đề Nga-Ukraine đã được khẳng định nhiều lần việt nam ủng hộ giải quyết tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan vì hòa bình ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới